Ngay sau mùa lễ Giáng sinh, học trò bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 1, còn với học sinh lớp 12 thì bước sang học kỳ cuối cùng của thuở áo trắng hoa niên. Lo lắng lớn nhất vẫn là câu chuyện sẽ đậu rớt ra sao trước ngưỡng cửa đại học đang thay đổi liên tục từng năm ở Việt Nam. Dự kiến mùa thi tới đây, thí sinh sẽ không bị giới hạn số lượng nguyện vọng, số trường đăng ký xét tuyển, bỏ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Các trường có thể xét tuyển nhiều đợt trong năm chứ không giới hạn thời gian như năm trước. Em thì nó cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là nếu mà các trường tự ra đề và họ làm đúng á, thì nó sẽ tuyển được cái đúng theo ý muốn của các trường đó. Nhưng mà nhiều khi có nhiều trường họ làm ăn nó không có trung thực, họ sẽ ra tự đề thoải mái và họ sẽ tuyển theo cái số lượng mà họ theo cái đề, theo cái sở thích của họ, thì nó sẽ là không có đúng chất lượng. Có nhiều trường họ tuyển không đúng chất lượng, họ cứ tuyển ồ ạt thì sẽ không có đảm bảo chất lượng. Điểm sàn, một điều kiện tối thiểu cần có để thí sinh có thể tham gia xét tuyển đại học được Bộ Giáo dục cố gắng duy trì nhiều năm qua, đã bất ngờ được xóa bỏ hoàn toàn trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2017. Điều này gần như đã quay trở lại như thời giáo dục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Khi ấy, sau tốt nghiệp tú tài, người ta có thể ghi danh vào học ở một trong các viện đại học, trường đại học và học viện trong nước. Các trường đại học tự tuyển sinh cho sinh viên cho mình thì em nghĩ điều đó cũng khá tốt, tại vì nếu làm như vậy thì chất lượng sinh viên cho trường sẽ tốt hơn và đảm bảo cái tay nghề cao hơn, mà có thể là tốt hơn tương lai cho sau này, thì có thể làm cho đất nước có nhiều nhân tài và có tay nghề cao. Để các trường đại học tự quyết định trong thu nhận sinh viên và việc tuyển chọn này dựa trên khả năng của thí sinh, hoàn toàn không xét đến lý lịch gia đình. Đó là điểm mới nhất tính từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay tại Việt Nam. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến tán đồng chuyện cần đào tạo cho dân để nâng cao trình độ dân trí. Khi người ta có học hành tử tế thì làm việc gì đi nữa cũng sẽ tốt hơn. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sài Gòn.